xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần qua rất nhanh, chúng ta đang tất bật mưu sinh với rất nhiều công việc. Nhưng một phút nhìn lại phía sau chúng ta còn những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta hãy chia sẻ một chút gì đó với những hoàn cảnh như thế. Trước khi Quỳnh Linh giới thiệu ba gia đình tham gia ngày hôm nay, thì Quỳnh Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời. Đó chính là diễn viên Hứa Vĩ Văn và ca sĩ Tố My. Rồi, xin chào hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để tham gia chương trình để đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm giác của Hứa Vĩ Văn khi đến với Bến Tre lần này thì thế nào? Hình như là Vĩ Văn lần đầu tiên tới Bến Tre luôn đó. Chưa bao giờ tới Bến Tre. Vậy đó hả? Dạ vâng. Trời, thành phố Hồ Chí Minh Bến Tre rất gần mà chưa bao giờ tới luôn hả? Dạ tới. Bến Tre mãi đỉnh ha. Yeah. Còn Tố My thì không biết tới Bến Tre chưa, nhưng mà có một bài hát nó liên quan tới Bến Tre rất là nhiều. Cái gì bậu qua phà rạch miễu qua lẻo đẻo theo sau đó. Dạ, đúng không? Tới Bến Tre nhiều lần chưa? Xin chào bà con. Hôm nay Tố My rất vui được tham gia một chương trình ý nghĩa như thế này. Phải nói rằng là Bến Tre là một vùng đất mà tuy Tố My không sinh ra tại đây nhưng mà Tố My rất là có duyên. Bởi vì rằng là trước đây khi mà bước vào một cái cuộc thi, Tố My đã chiến thắng bởi một bài hát rất hay về Bến Tre, đó là Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Và kể từ đó là con đường âm nhạc của em nó bén duyên luôn, cũng nhờ cái bài hát vậy này. Vậy là em nổi tiếng em cũng nhờ Bến Tre đó. Bến Tre. Đúng không? Dạ. Vậy thì là... bài hát Bến Tre đi. Ok, hát tặng bà con nhé. Dạ, bà con vỗ tay cho My lớn đó. Bầu sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng quang. Được không ạ? Quá được. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ Quỳnh Linh sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Thì, 14 tuổi, hiện tại đang học ở trường trung học cơ sở Định Hòa. Dạ, hiện tại con đang sống cùng với ông bà với em. Ba con thì mất, còn mẹ con thì đi lên thành phố làm. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Mai, 60 tuổi. Hiện tại tôi đang sống với hai đứa cháu nội. Cha nó chết rồi, giờ còn mẹ nó. Mẹ nó đi, nó đi thành phố, nó mận rồi, mà không biết nó mận gì, nó không biết, nó không có nói. Có cha nó thì cũng đỡ một chút, còn không có cha nó thì eo hẹp. Khoảng thời gian đó thì ở dưới này làm đám nhưng mà không có xác của cha. Cha nói là cha khỏe, không có bị gì hết mà. Dạ, lúc ba gọi về cho con thì ba rất là... Lúc chiều thì mẹ lại gọi về là nói ba chết rồi. Ba nói là cố gắng học tập thiệt giỏi để cho cha yên lòng. Nếu có một điều ước, con muốn nói với cha là con thương cha lắm. Mà mướn mà năm nay là thất thu, khỏe cũng còn bình thường nhưng mà thấy lớn tuổi rồi không ai mướn mần nữa, chứ không có gì hết. Và bệnh tối ngày luôn, đi nhà thương tối ngày luôn. Lâu lâu đi, lâu lâu đi. Nhà tôi thì bệnh tiểu đường, rồi giò này nó nhất. Thì cũng gắng nuôi hai đứa nhỏ. Ổng bán lụm dừa rồi ít tái vậy đó, có cái bán chừng 5-10 ngàn vậy. Cũng như dọn củi gác rồi chụm nấu nướng nữa, mà ra để dành kho rồi á, đâu dám nấu nhiều, nấu bắp củi. Thấy Phương Thì học nó khá mà thấy nó kêu gắng học, năm nào cũng có bằng khen hết. Với làm ông làm bà thì bỏ không được, cũng gắng bươi chải lo cho cháu, không có tiền cũng gắng đi mượn lo người ta, trả lại người ta.
lúc thiếu thốn tùm lum, con thấy bà con đi mượn nợ vợ chồng sớm để đóng tiền học cho tụi con thấy buồn. Điều con đang lo lắng nhất là nhà đang thiếu thốn, không có đủ tiền cho tụi con đi học. Tại vì đi học thì tốn kém nhiều, cho nên là muốn nghỉ học phụ giúp gia đình một chút xíu. Con muốn đi làm. Bà nội con ngăn cản con, nói là gán học cho tới nơi tới chốn để cho có cái nghề, chứ đừng có nghỉ giữa chừng. Khi con lớn thì con sẽ lo cho mẹ, và mẹ không cần phải đi làm nữa, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Ước mơ sau này của con là làm về mảng công nghệ thông tin, để phát minh ra những cái ứng dụng, những cái máy móc để thay thế con người làm. Ông bà ơi, con có điều muốn nói với ông bà. Sau này con sẽ cố gắng học thật tốt để cho có cái nghề thiệt là tốt, thiệt kiếm thiệt là nhiều tiền để xây lại nhà cho ông bà, không còn phải ở lại cái nhà dột này nữa. Rồi, chào bà, chào hai con. Chào đón bà đến với mái ấm gia đình Việt ha. Rồi, vào đây nào. Chào bà. Bây giờ một mình ông với bà là lo hai đứa nhỏ này. Rồi tiền đâu thì sống. Thì con hai đứa nó bên nó cho ngày nào ăn ngày nấy. Hai đứa nó cũng không có tiền gì, nhưng mà đồ ăn đồ uống rồi đó. Thì nó nấu nó cho. Rồi mẹ của Thùy là mỗi tháng gửi tiền về. Có mới đi. Lúc trước là nó mần công ty trên thành phố á. Rồi cha nó chết rồi mẹ nó cũng về đây. Về đây rồi không biết sao giờ nó là nó đi mần nữa nè, cũng đi thành phố nữa rồi. Là chưa gửi tiền về đúng không? Chưa. Rồi con em gái tên là gì? Dạ Phương Vy. Con có nhớ kỷ niệm nào với ba của mình không? Dạ có. Mỗi lần ba con về, ba con dẫn con đi chơi. Còn con gái lớn nè. Dạ. Có bao giờ mình nhìn người khác có đầy đủ ba mẹ mình tuổi thân không con gái? Dạ có. Dạ con cảm thấy buồn vì mọi người có đủ cha đủ mẹ, còn mình thì lại mất cha. Con có sợ ông bà không có đủ kinh tế để cho con đi học tiếp không? Dạ sợ. Với hoàn cảnh vừa rồi thì Hứa Văn cảm nhận như thế nào? Dạ Thùy ơi, anh cũng là cái người mất mát người thân trong gia đình, nên là anh rất là đồng cảm và chia sẻ với em. Những cái điều xảy ra đến với mình nó không may mắn, nhưng mà nó sẽ cho mình cái sự mạnh mẽ bên trong. Yeah. Và anh hy vọng là em sẽ luôn cố gắng học tập để sau này có thể bù đắp lại cho ông bà nhé. Còn Tố My? Thật sự với cái hoàn cảnh của Thùy thì Tố My rất là chia sẻ với gia đình mình. Nỗi đau nào nó cũng nhờ vào thời gian cũng như là một cái phương thuốc nó sẽ xoa dịu thôi. Các em hãy cố lên và hãy nghĩ về ông bà đã nuôi nấng mình, đã bảo bọc, chở che cho mình. Thì mình hãy cố gắng học tập tốt để sau này mình thực hiện những ước mơ báo hiếu cho ông bà, cũng như là tạo ra những cái giá trị cho xã hội này nha. Yeah. Rồi, cảm ơn hai nghệ sĩ. Còn bây giờ thì Quý Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến hoàn cảnh thứ hai. Tên Nguyễn Thị Bé Loan, con 17 tuổi, con học lớp 9 của trường trung học cơ sở Hiếu Trung. Hàng ngày con đi học bằng xe đạp. Gia đình con có 3 người, con đang sống với bà ngoại và mẹ. Ba con mất lúc con đang học mẫu giáo, mẹ xét đánh. Chết ngoài ruộng ướp mặt á, rồi người ta không hay, người ta đi kêu. Mới ra ngoài thấy chồng mình chết. Chết rồi bên chồng cũng kêu bên chồng khiêng gì bả chôn. Tôi biết chồng mất cũng buồn rầu, mà lỡ vậy rồi biết sao giờ. Lúc con đang học mẫu giáo, cha con thường dẫn con đi học. Khoảng thời gian đó là con cảm thấy con rất hạnh phúc. Sau khi cha con mất, gia đình con vất vả rất nhiều. Nhiều lúc
Gia đình con không có gạo ăn, con phải xin hàng xóm. Công việc của tôi ai thuê gì bằng đó. Khi người ta mướn trồng ớt, mằng cỏ, vườn, ngày làm 200 ngàn. Sáng sớm làm tới 11 giờ. 11 giờ nghỉ, 1 giờ trưa xuống mần tới 5 giờ chiều. Có khi làm bữa nghỉ. Bà ngoại bà lon bà già cả rồi, bà mần không nổi. Bà cũng mần trong chuyện nhà, chặt củi, ghéo củi đâu. Giặt vũ cho mình đi mần. Mỗi khi trời mưa, chỗ ngủ con cũng bị ướt luôn. Phải khi cha còn sống, sẽ sửa nhà cho gia đình con khỏi dột. Tôi lo sợ nhà dột, không có chỗ ở, hứng mưa, không có chỗ ngủ. Hoàn cảnh của bé Loan này thật sự là khó khăn. Do không có đất ở cho nên là cái nhà hảo tâm đó, người ta mới mua cho cái miếng đất để mà cất nhà ở. Trước mà cha của bé còn á thì nói chung là cũng ai mướn cái gì thì làm nấy thôi. Rồi sau mà khi mà cha của bé mất rồi thì cái cuộc sống càng khó khăn hơn. Con chí buồn thi mấy bạn chọc kẹo con. Xí cất kẹo buồn. Lúc đó con mong muốn cha bên cạnh con che chở cho con. Khi cha con mất, mẹ con rất là buồn. Nhiều lúc con thấy mẹ khóc một mình. Lúc một mình cũng nhớ chồng lắm. Mà gắng sống, lặng gắng mần kiếm tiền, lặng nuôi con. Tôi cố gắng lo cho bé Loan học tập. Sau này nó có sự nghiệp, có tương lai của nó, có đi mần chữ biết chữ nghĩa với người ta. Chào đón cô cùng với gia đình chúng ta đến với mâm gia đình Việt. Khổ quá cô hả? Ông đâu? Ông chết mất rồi. Rồi, ủa hiện nay cô không có làm việc gì có tiền hết trơn hả? Không, kéo củi, chặt củi chụm, đi kiếm sinh. Rồi chị gái ơi, bây giờ công việc của mình là mỗi một tháng thu nhập khoảng nhiêu tiền? Ngày mần có 200 ngàn. Ngày 200? Dạ. Tháng mần đủ 30 ngày không? Dạ, mần bữa nghỉ. Chắc cũng 3-4 triệu một tháng thôi hả? Không, qua ngày không thi không đủ nữa. Phải lúc không đủ thì mình làm sao giải quyết? Chị mua thiếu người ta ăn, ít mần thì trả cho người ta. Mình thiếu giờ khoảng nhiêu tiền? Cỡ 1 triệu à. Thiếu nhiều người ta không ngưng lại, người ta không bán nữa đâu. Trả đủ người ta mới bán nữa. Rồi không mua gạo được lấy gì ăn? Thì có ai cho quà gì đi xin. Có bao giờ mẹ kêu con nghỉ học không? Dạ không. Bà ngoại có kêu nghỉ học không? Dạ không. Dạ. Rồi đến lúc nào đó mà bà với mẹ không có tiền đóng tiền học nữa thì sao? Trước đó con nghỉ. Con nghỉ rồi con định làm gì? Con đi bằng mướn. Con nhỏ ở đâu người ta đâu có cho làm mướn đâu. Dạ. Hồi nãy con nói con ước mơ con làm gì nè? Làm công ty. Làm công ty gì? Lĩnh vực gì mà em thích? Mai giá. Mai giá hả? Mai giá. Những ước mơ rất là đơn giản, nhưng có lẽ những ước mơ đó đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà em muốn học không? Học đến đại học nữa. Muốn chứ. Hồi nãy anh có xem anh thấy là em nói là bạn bè hay chọc ghẹo em đúng không? Anh nghĩ là em đừng có buồn. Em hãy mạnh mẽ lên, tự tin lên. Sau chương trình này á, anh nghĩ là tất cả mọi người sẽ yêu mến em nhiều hơn. Những bạn bè nào chọc em á, họ sẽ rất mắc cỡ. Em đừng có buồn nữa nha. Cố lên. Còn bà có ước mơ gì bà ngoại? Ước mơ có nhà cửa đựng dột thôi, con cháu ngủ. Rồi trên nó nhà lập lá đúng không? Ở nhà dưới mà cái lập tôn nó xét lủng hết trơn rồi. Cái nhà con khoảng mấy tấm tôn con biết không? 20 miếng. Đó, hôm nay là chơi sao mà cố gắng kiếm 10 triệu sửa lại cái nhà, kiếm được thêm 10 triệu nữa, lo tiền để dành tiền cho con ăn học được chưa? Cố gắng nha. Đó quý vị, những ước mơ rất là đơn giản. Và tôi nghĩ rằng với chương trình thì họ sẽ thực hiện được thôi. Đó là chính sự nỗ lực của con, của mẹ con, của bà ngoại con và sự chia sẻ của cộng đồng.
Bây giờ Quỳ Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị hoàn cảnh thứ ba. Con tên Trầm Hồ Tường Vi, con đang học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Đông Thạnh. Con đang ở với ông bà nội và em trai. Ba con mất lúc con 4 tuổi, còn mẹ con bỏ con đi lúc con 5 tuổi. Năm ngoái em con đi khám thì phát hiện bị ung thư máu giai đoạn đầu. Bây giờ thì em con đang hồi phục. Ông nội con năm nay 70 tuổi, ông nội bị tai nạn lao động cho nên là không có khả năng lao động. Còn bà nội thì bà nội hay bệnh như cao huyết áp, bị nhồi máu não, khó thở. Bây giờ bà nội đang uống thuốc hàng tháng. Ông chồng tôi là lúc trước đi làm lò đường ở dưới Vĩnh Thuận, rồi bị dây trăng quấn cục tai. Rồi tôi mần nuôi ba đứa con. Giờ thì tôi thì bệnh, đi khám bệnh hoài. Cái cách mấy bữa rồi đi, tháng đi mấy kỳ vậy đó. Ba Vi mất hồi Vi 4 tuổi, bị bệnh ung thư phổi. Hôm đó cũng đi xin thuốc rồi cho uống. Rồi uống cũng không xong. Rồi vô nhà thương Phạm Ngọc Thạch thì nói là phổi trắng rồi, không có trị được nữa, giờ đem về. Đem về bữa trước bữa sau nó chết. Bé Tường Vi thì hiện đang sống với ông bà nội. Gia đình là thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn của xã. Địa phương thì liên hệ gia đình để làm cái hồ sơ để hưởng bảo trợ xã hội. Là mỗi tháng là ông nhận được là 720.000 đồng. Đó với em Hồ Thiên Phú được địa phương là làm cho hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội thì mỗi tháng cũng hưởng được là 720.000 đồng. Đẻ con thằng Thiên Phú á, lúc đó đẻ rồi được 6 tháng. Rồi nói mẹ ơi mẹ, con đi làm kiếm tiền về mua sữa cho Thiên Phú nó uống nha mẹ. Thì tôi nói thôi đi đi chứ tôi đâu nói đâu, không rầy tiếng gì, không nói tiếng gì đâu. Tự nhiên đi làm cái gì đi lấy chồng. Rồi sau rồi nó cũng thỉnh thoảng có về, nó về thăm con nó. Rồi về đâu có tiền cho con đâu, tự tôi lo cho cháu nội tôi thôi. Con đang lo lắng là chuẩn bị đóng học phí ở trường, rồi con sợ là con không đủ tiền để đóng. Hàng tuần mẹ con đều điện cho con, nhưng mà con không có xin tại vì con thấy mẹ có gia đình mới rồi, cho nên là xin mất công mẹ không có ấy được, mẹ bị khó xử. Con thì con không có trách, tại vì con nghĩ mọi người làm cái gì đều phải có lý do của nó. Thì con nghĩ chắc mẹ đi thì mẹ cũng phải có lý do của mẹ thì mẹ mới đi. Nếu một ngày mà mẹ muốn rước con với em con lên trên đó thì con không có đi. Con muốn ở với ông bà nội, con muốn ở đây lo cho ông bà nội. Tại vì nếu mà không có ông bà nội thì con không biết con ở với ai, và con cũng không biết là ai sẽ lo cho con. Con sợ là bà nội bệnh rồi bà nội mất, bà nội bỏ con. Con thấy nó tồi tệ á. Nhà của tôi đang dột, mưa dột tùm lum hết. Chảy xuống bên vách tường, chảy xuống re cũng như là ở ngoài đường. Mưa thì đó phải chịu thôi. Con muốn có một số tiền để xây lại hai bên vách nhà để cho ông bà khỏi lo lắng lúc trời mưa. Con nói hay nói với ông bà nội là ráng đợi con gì nào mà con học xong rồi á, con đi làm con có tiền rồi á thì con sẽ lo cho ông bà nội. Rồi, chào đón cả nhà đến với ám gia đình Việt ha. Dạ. Yeah. Chào bà. Chào bà, chào hai con. Ông bây giờ có làm được việc gì không bà? Dạ, yeah, ông không có làm gì được. Không làm gì luôn. Dạ. Yeah. Rồi bà cũng không làm được gì luôn. Dạ, yeah, bệnh hoài. Hiện nay thì không có tiền như vậy thì tiền đâu bà lo cho hai đứa nhỏ này? Dạ, yeah, có cô nó ở kế bên đó. Giờ cô nó mỗi tháng cho chút đỉnh để... Cô ruột á hả? Cô ruột á là cái út tôi á, chú. À, rồi con gái nè. Dạ. Yeah. Nãy con nói mẹ đón con đi thì con cũng không đi luôn đúng không? Dạ. Tại sao vậy?
Tại con muốn ở nhà con lo cho ông bà nội, con không muốn đi theo mẹ. Thôi chắc mẹ cũng khó khăn đó. Cái mơ ước lớn nhất của mình là gì bà? Tôi muốn có tiền đặng sửa căn nhà lại. Ví dụ tôi ông nội đó có mất bất tử thì đặng có nhà để cho hai đứa cháu nội nó ở. Chứ để không có nhà ở tội nghiệp cho hai đứa cháu nội tôi. Những lúc mưa gió bà ngồi bà khóc vậy hoài hả? Dạ, mưa ẩm ngủ không được, không phải chạy lên chung một mùng á, ngủ chung mùng luôn. Mà thằng đi trời mưa trơn tái giá nữa nè. Ủa nhà sao mà trơn? Gì ở dưới dột á chú Hoàng Linh. Ở dưới nền là gì? Nền gạch, gạch đó đó. Mà trên này nó lỗ hẻ, thấy sẽ trơn. À, nó chỉ hở ở trên thôi đúng không? Hở chảy nước xuống dít. Rồi sau chương trình chắc chắn bà sẽ có tiền để mua vài tấm tôn nó lợp lại. Dạ, gái cho được, đặng cho đặng nuôi thằng này nó bệnh, bị ung thư máu giai đoạn đầu. Nhưng mà bác sĩ đã chẩn đoán như thế nào hả hả bà? Chị đoán thì giờ nói nó đỡ rồi. Bây giờ là 6 tháng là phải đi thấy khám. Bây giờ thì ông bà không có tiền bạc thì lo cho con ăn học. Lúc nào đó ông bà không còn tiền nữa thì sao? Nó đòi nghỉ đi làm chú Hoàng Linh. Con tính đi làm gì con? Con tính đi làm công ty. 16 tuổi, con làm công ty người ta đâu có nhận. Ráng học đi con. Bây giờ không có tiền đóng chú Hoàng Linh ơi. Đóng nhiêu con? Bình thường một năm là 2-3 triệu. Bây giờ là một năm đó học tới lớp 12 đi. Rồi tính tiếp nữa. Thi xong chương trình chắc chắn sẽ có tiền. Được chưa? Nhưng mà quan trọng là em có muốn học lên cao nữa không? Và hiện tại là em học được học lực gì? Em thì mỗi năm là học lực khá. Khá? Ước mơ sau này con làm gì nè? Dạ con muốn làm giáo viên. Làm giáo viên hả? Thì phải học xong 12 rồi mới lên đại học. Đúng rồi. Thưa quý vị, đó là ba hoàn cảnh ngày hôm nay của Linh đã giới thiệu cùng quý vị các bạn. Còn bây giờ, quý vị xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Tố My và Hứa Vĩ Văn. Chúng ta đang đến thử thách đầu tiên. Thử thách này dành cho Hứa Vĩ Văn và Tố My. Cái quyền ưu tiên này á, nếu mà các bạn giành được nó đó, các bạn sẽ giúp được cả ba gia đình vượt qua cái thử thách. Còn nếu các bạn không giành được cái quyền ưu tiên này á, thì có thể ba gia đình sẽ thua cuộc. Bây giờ chúng ta phải thực hiện thử thách trong vòng 2 phút. Đơn giản là vậy. Sao ta? Đứng đây. Dạ. Yeah. Chúng ta thảy lên đây. Trời ơi. Đó, úp lên đó. Có thể nắm chân được luôn. Nắm chân được luôn, như kéo co vậy đó hả? Là anh em hợp tác với nhau đi ha. Ok. Có đồng hồ đây nè nha. Chuẩn bị. Thời gian 2 phút. Bắt đầu. À, dính chân á. Tay. À. Không được rồi, đổi người đi. Đổi người. Ok. Yeah. Rồi vô, đổi đổi tiếp tục. Thiệt á. Bỏ vô vậy mà không được nữa thôi đó. Còn đâu? Lộn. Còn đâu? Ủa sao dễ vậy? Còn đâu? Ủa gì vậy? Rồi. Trời ơi. Quá trời đó, anh em chi nhau ra làm đi. Ok. Đó. Đó. Làm đi 2 phút nha. Ôi không được. Lộn lại. Một phút rưỡi rồi. Rồi. Trời ơi. Chúng ta còn 10 giây nữa. Tức quá. Ông vô đi. Yeah. Tức quá đi. Xong rồi. Theo ban tổ chức thì đồng hồ đã vượt qua thời gian rồi các bạn. Các bạn đã làm cái việc này, tuy rằng tôi có thể cho qua, nhưng đồng hồ nó không cho qua. Coi rõ đồng hồ bao nhiêu đây Tố My? Lô có 13 giây chứ nhiều. Lô nhiều. Hình như đồng hồ bị hư rồi anh ơi. Không nào có hư. Hư rồi. Rồi, Tố My và Hứa Vĩ Văn không vượt qua thử thách này thưa quý vị. Nhân vật vẫn không giành được quyền ưu tiên, mở ra thử thách luôn. Giảm 20 lá dừa. À, như vậy không có giảm. Rất tiếc điều đó nha. Bây giờ thì không sao, mình còn một thử thách nữa. Nếu thử thách thứ hai mà không vượt qua nữa, coi như là khách mời cũng về mà người chơi cũng về luôn. Và bây giờ ta sẽ đến với thử thách dành cho ba gia đình.
Đây là thử thách đầu tiên nhưng nó cũng hết sức là quan trọng đối với các bạn. Bây giờ thì tất cả sẵn sàng, nhiệm vụ của con là vuốt cho chú Quyền Linh 50 cái cọng dừa này. Có một cái người hỗ trợ bên đây cũng vậy. Sẵn sàng chưa các con? Đội nào làm xong đưa tay lên, chú Quyền Linh bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian dành cho ba em đến từ Bến Tre, Trà Vinh và Long An bắt đầu. Thực hiện đi các bạn, thực hiện thử thách nhanh lên. Nhanh lên, tuốt cho nó hết lá nha. Tuốt hết lá còn cọng thôi. Tuốt cho nhanh lên, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt các con. Đừng có hồi hộp, đừng có run con. Ráng lên, tuốt lá dừa. Một trong công việc rất là quen thuộc với người nông dân, đặc biệt là ở Bến Tre. Cái cọng nó phải sạch chút xíu nha. Lẹ lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mọi người ơi, cố lên, cố lên, cố lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhanh lên nào. Cố lên, cố lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên, cố lên. Nhanh, 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 nhanh nhất có thể. Nhanh lên. Chúng ta xem Trà Vinh nào nha. Sạch sạch chút xíu nè nè em trai nha, nhớ chưa? Đó. Tuốt cá dừa cho nó kỹ chút xíu. Ở đây mình kiểm tra kỹ lên nè em trai. Tuốt lại nha. 3 phút rồi, không giới hạn thời gian. Quan trọng là các bạn làm được bao nhiêu thôi. Đủ chưa, đủ chưa? Có đội nào đủ chưa? Vuốt cho nha. Đây, ít nhất phải được như vậy nè nha. Ít nhất được như thế này. Làm tập trung vào các bạn. Kỹ chút xíu. Phải cố gắng nỗ lực hơn nhiều. Rồi, cổ động viên đâu? Vỗ tay lớn lên nào. Đội Bình Đại Bến Tre cố gắng lên xíu nữa nào. Nhanh lên xíu nữa. Đây là cơ hội dành cho các bạn đó. Xong chưa nào? Xong chưa nào? Xong chưa? Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, xong. Đội này xong luôn. Và đội này xong luôn. Ok. Chúng tôi sẽ kiểm tra nha. Thử xem nào. 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 4, 18, 50, 50 mấy luôn. Thấy chưa? Làm không có kiểm tra nó dư ra. Bên đây coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 48, 50, 51, dư luôn. Hai đội này có vẻ rất là tròn trĩnh, nhưng riêng đội này vẫn còn hơi xanh chút xíu nha các bạn nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 32, 34, 48, 50. Cái này là xét về mặt sạch vẫn chưa sạch hơn ha. Còn bây giờ Quyền Linh công bố kết quả dành cho ba đội. Đội có số thời gian thấp nhất là đội Bé Loan 8 phút 34 giây. Đội của Tường Vi là 8 phút 36 giây. Chúng ta thua 2 giây. Đội Phương Thùy 8 phút 41 giây. À, vòng thứ hai các bạn phải nỗ lực hơn nữa và quyết tâm hơn nữa. Cho một tràng pháo tay để động viên các con nào. Bây giờ thì Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với thử thách dành cho Tố My và diễn viên Hứa Vĩ Văn. Thử thách hồi nãy mình không vượt qua rồi. Thử thách này đơn giản thôi. Lần này đừng để thua nha. Công việc nạo dừa. Bao lâu anh? Cho các bạn 5 phút. Rồi, chuẩn bị. Cố lên. Cố lên. Nào, không có được thì á, người dân dòng trơm sẽ hỗ trợ. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Nạo đi. Nạo nhanh. Đó, được đó, Huy Văn, được mà. Được mà, Tô My. Dạ được. Coi chừng cái tay thôi. Cố lên nào. Đó, được đó Tô My. Dạ được. Đâu đến nổi đâu. Nạo đi. Nạo chừng nào không được tôi kêu mấy anh nhỏ vô nạo nè. Tan nát cái gáo dừa rồi. Nạo dừa nó không ra mà bể cái miệng dừa. Mỏi tay chưa? Mỏi rồi đúng không? Em bị rồi nè. Mỏi nhưng mà em sợ là không đủ thời gian thôi. Bây giờ Tố My mỏi tay rồi. Ai vô? Cấp cứu. Ai nạo dừa đâu? Vô. Vô. Trời ơi. Vô. Đó thấy chưa? Vô. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Quá dữ. Bên tre đâu vô. Quá đúng rồi. Hỗ trợ coi nè. Được không? Có cẩn thận cái tay cho con trai. Sao hay vậy? Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá chị ơi. Còn 2 phút nữa. Nhanh lên. Cái này em biến đây nữa chị. Quyết liệt, quyết liệt. Quyết liệt, còn 1 phút nữa. Còn 1 phút nữa. Cố lên. Đây cạo bớt cái cơ bụi. Cố lên. Ráng lên. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. 20 giây. 15 giây.
Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. 5 4 3 2 1 6. Yeah. À. Một cái áo rất đẹp. Đó, tặng con cái áo. Rồi, cảm ơn hai khách mời. Chị. Cảm ơn chị. Một tràng pháo tay dành cho hai khách mời đặc biệt chúng ta. Bây giờ chiến thắng ở vòng này rồi, nhờ hai người hỗ trợ. Rồi bây giờ mình mở ra coi cái quyền ưu tiên gì đây. Giảm 5 quả bóng. Giảm 5 quả bóng có nghĩa là đội thi sẽ có rất nhiều quả bóng, nhưng mình giảm được 5 quả là giảm đi cái khó khăn của người ta rồi. Chúc mừng. Và ngay bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay, dành cho ba đội, xem đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Và bây giờ thì ba em sẽ bước đến một thử thách vô cùng quan trọng. Cái con chiến thắng thì các con sẽ có cơ hội có nhiều tiền ha. Trước khi thi thì con thấy tinh thần con giờ làm sao? Thoải mái con ha. Thoải mái. Rồi, còn con? Con đang hơi run một xíu. Hơi run chút xíu. Còn con gái? Dạ con cũng run. Hơi run luôn đúng không? Run. Mình phải mạnh mẽ lên nữa nào. Thôi bây giờ à, cô Tú Mi muốn tụi con phải tự tin để chiến thắng cái vòng này. Cô Tú Mi sẽ có ý kiến như thế này. Sao đây? Bây giờ sẽ có một cái món quà đi mà làm động lực cho mấy em. Rồi. Ha. Đối với hoàn cảnh của con thì cô cũng rất là chia sẻ, và cô muốn rằng là con phải tiếp tục con đường học tập nha. Khó khăn đến mấy mình cũng phải cố gắng. Có lẽ rằng là một món quà tinh thần mà cô Mi muốn gửi đến con, làm động lực để con mạnh mẽ vượt qua vòng thi này. Một học bổng 5 triệu. Rồi, chúc mừng Huy. Một học bổng 5 triệu được tặng từ Tố Mi. Rồi, bây giờ tới Tường Vi nha. Thì lúc nãy Tường Vi nói rằng là còn một năm nữa thôi, nhưng mà bạn nói là muốn đi làm, muốn nghỉ học. Bây giờ trước cái chương trình ý nghĩa như thế này thì Tú Mi cũng xin có một cái đóng góp, làm cái động lực cho Vi để mà con tiếp tục cái con đường học tập, bằng cách cô sẽ lo cái học phí cho con năm cuối cùng. Hiểu không? Nha, cố gắng học nha. Rồi nếu con đậu đại học á, con học tiếp á, thì Tú Mi xin hứa rằng là sẽ lo cho em đến hết đại học. Wow, tuyệt vời. Còn nếu mà con học xong 12 mà không may không đậu đại học á, mà con muốn đi làm á, thì cô Tú Mi có một cơ sở kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ mời con lên và đào tạo nghề, sau đó rằng là nhận Vi vào làm trong cơ sở của Mi luôn. Rồi, quá tốt. Rồi còn con em tôi kế bên nữa nè, em tôi kế bên. Nhà cũng khó khăn lắm mà thiếu có toilet á, không có toilet đúng không con? Nhà con không có toilet đúng không? Ừ. Đúng rồi, không có toilet. Cái toilet đó, 5 triệu làm không đủ. Làm không đủ. Tới 6 triệu mới đủ. Thôi vậy hả? Cô sẽ tặng cho gia đình con một toilet nha. 6 triệu luôn. Dạ. Yeah. Nhờ động viên gia đình. Ừ, đây nhà mình có toilet rồi. Chú có một cái điều thế này muốn gửi gắm các con, là nếu như sau này các con lên đại học thì nếu con có cần việc làm thì có thể qua bên quán của chú làm việc, vừa làm vừa học thì chú sẽ hỗ trợ. Wow. Rồi, đó, sau này có gì con liên lạc với chú Hú Y Vân là tạo việc làm cho các con nha. Rồi, như vậy là đầu tiên chúng ta đã có động lực rồi, vỗ tay cho khách mời chúng tôi nào. Còn cái nào ra cái đó, bây giờ thi là thi. Còn bây giờ mình phải cố nha. Đúng rồi, phải cố gắng, bình tĩnh lại. Rồi, cố gắng. Vui chưa? Vui lên, cười lên con. Vui lên, cười lên. Tới cười nhẹ nhẹ vậy. Rồi bây giờ nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ là gì? Di chuyển bóng qua chướng ngại vật, và tới đó mình sút bóng vô cái lồng đó. Mỗi cái lồng có 2 trái bóng là xong. Đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó là đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Bây giờ mình rút thăm có 3 cây cờ, số 1, số 2, số 3. Rút số 1 chơi trước, số 2 chơi sau, và số 3 chơi cuối cùng. Được chưa? Rồi, thì nhỏ tuổi nhất rút đi con, rút con. Số mấy? Dạ số 3. Số 3, thi thứ 3. Kế vào đây, bạn này lớn tuổi nhì. Rút. Số 2. Số 2, thi số 2. Này tuy nhỏ con nhưng lớn tuổi. Thi đầu tiên, số 1. Mời bạn Vi với bạn Thùy vào trong kia làm cổ động viên. Ở đây, mình chơi trước. Rồi, chuẩn bị. Bây giờ chuẩn đồng hồ ra cái này làm chơi công bằng cho có 3 đội nha. Thời gian là số mấy nè con? Thì số 0. Số 0, đúng rồi. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bắn đi, dẫn bắn qua. Dẫn qua, nhanh lên. Bắn này bằng mũ, trời ơi. Đúng rồi. Qua nè. Dẫn bắn qua. Cố lên đây. Cố lên. Đúng rồi. Qua bên kia.
qua ngay cái mức kìa, qua cái mức là cái mức đây nè, mức đây, mức đây, mức đây nè Văn. Rồi ok. Ê. Đó đúng rồi, canh cái lỗ đó. À, sorry. Nhanh lên, nhanh lên. Đá đi con, nhanh lên. Gắn lên, gắn lên, gắn lên. Rồi, rồi bây giờ mình thảy luôn. Ơi. Thảy luôn, không thảy luôn. Ê. Thảy vô luôn. Trời ơi. Ơi. Đúng rồi, thảy vô, vô đúng rồi. Hay quá. Đó rồi, đúng rồi. Cố gắng lên nào. Vô. Mỗi một ô rổ về hai trái nha. Gắn lên, gắn lên. Vô. Vô luôn. Cố lên nào. Nó cắn rồi. Một cái bánh chè. Hay quá. Đây đây, cái này nè, cái này là xong nè, cái đó đủ rồi. Cái này thôi, còn một ô này thôi. Cảm ơn con. Vô. Rồi, như vậy là thời gian dừng lại rồi quý vị. Đó là đội đầu tiên. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với đội thi thứ hai. Như vậy là chúng ta đã có kinh nghiệm ở lượt thi đầu tiên. Bây giờ đến lượt thứ hai dành cho MV. Vẫn như thế nha. Phút đầu tiên mình đá bóng, tới phút thứ hai là mình luyện bóng vô. Rồi Quỳnh Linh dời cái đó gần chút xíu nữa. Chuẩn bị. Thời gian dành cho MV bắt đầu. Nhanh lên. Cố gắng. Tới đây cặp bóng lên, tới đây ôm bóng lại. Tới đây ôm bóng lại, cặp tay ôm bóng lại. Rồi, ôm bóng lên, cầm để vị trí cho nó im lặng. Khánh bóng cho đứng im. Sút. Trời. Liền vô, canh cho nó kỹ. Nhắm chúng đích người ta liệt đó. Cố gắng lấy bóng nhiều lên. Hai trái quan trọng là lượng bóng nhanh lên. Vô. Hay quá vậy Mỹ. Vô. Đó bây giờ Tú Mi vô bốn trái rồi đó. Vô. Còn ba rổ nữa. Trời ơi mạnh chút xíu Mi, chút xíu vô rồi nè. Canh thấy thế này nè. Vô đó thấy chưa. Tắm trái rồi Mi. Canh nghe cái mặt anh nè. Canh nghe cái mặt anh là đúng nè. Mà lấy cái này ra đi cho nó dễ đi. Coi như đây có trái rồi đi. Đó. Yeah. Yeah. Vô. Đó được chưa. Nhờ cái mặt của tôi đó. Ráng cái rổ này nè. Ai canh cái rổ này coi. Chút xíu nữa vô cái rổ này con trái rồi nha. Thôi. Ráng vô. Vô. Còn một cái cuối cùng. Cái cuối cùng nè. Canh ngay đây. Vô. Ngon lành. Ok. Như vậy là tất cả đã hoàn thành. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng. Rồi Thùy kiểm tra đồng hồ chú Nguyễn Linh. Dạ là số 0. 0-0 nha. Dạ. Chuẩn bị. Đây là đội thi cuối cùng. 3-2-1 bắt đầu. Quan trọng là mình khởi đầu tốt lên. Nhanh lên. Trò chơi này thử thách này qua luôn, xui nữa. Qua luôn. Trước đây. Hả? Qua luôn. Qua luôn. Trời ơi. Dẫn bóng mất phương hướng luôn. Cầm bóng ôm bóng lên, ôm lên để cái đó luôn. Đặt cái đó cho nó dừng bóng lại. Rồi canh nó dừng bóng lại. Chơi sẽ dừng bóng bằng đá. Trời ơi. Rồi đá luôn đi nè. Thôi. Đá luôn đi nè. Trời ơi, dém vô. Đừng rồi. Nó vô hết luôn nha. Đá đi con, đá đi chưa được ném. Yeah. Ôi là trời. Rồi. Đó, giờ rồi. Sau xíu. Rồi, thảy bóng đi. Yeah. Hay quá My ơi. Bây giờ hình như thấy My đá cũng vô mà thảy cũng vô. Đó. Thôi bằng vô rồi đó. Ba tổ chức ở dưới rất là công bằng nha. Vô. Ok. Tay ơi. Một cái nữa.
Chưa được. Đó. Sao? Chưa được. Ôi giời. Nhắn lên. Cái cuối cùng. Yeah. Hay quá My. Và cuối cùng thì đội thứ ba cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ lấy kết quả từ ban tổ chức để xem đội nào sẽ là đội chiến thắng, thưa quý vị. Cuối cùng thì các bạn cũng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, những cái hồi vất vả của thử thách. Bây giờ sẽ là kết quả dành cho ba đội. Đội có thời gian thấp nhất là 13 phút 40 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 14 phút 32 giây. Đội về ba có thời gian là 15 phút 55 giây. Đội nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng với thời gian là 15 phút 55 giây. Đội em Tường Vi nhận được 15 triệu đồng. Tường Vi, hôm nay con nhận được 15 triệu đồng, con thấy thế nào? Được, con thấy hơi tiếc một xíu. Hơi tiếc chút xíu. Đó là không phải là con không cố gắng nhưng mà nó thiếu may mắn chút xíu. 15 triệu đồng này thì mình sẽ làm gì hả bà? Dạ, 15 triệu đồng giờ về để dành cho mấy cháu ăn đi học. À, bây giờ chú Linh sẽ tặng thêm cho con nhỏ nè 5 triệu đồng nữa. Dạ, cảm ơn chú Linh. Chị Tú My 5 triệu của tiền học bổng à? Có thể là hơn nữa. Có thể là hơn. Tại vì chưa biết ra là năm lớp 12 đúng thì rồi. Tiền học bao nhiêu. Nói chung là tạm thời là học bổng 5 triệu, còn đóng thêm nhiêu thì chị Tú My sẽ đóng. Chú Quỳnh Linh 5 triệu là 10 triệu. Con có 15 triệu nữa là hôm nay gia đình con có 25 triệu. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh Linh. Chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh Linh. Còn bây giờ đội nhận được 20 triệu đồng. Đó là đội em Phương Thùy hay là đội em Loan? Có thời gian là 14 phút 32 giây. Nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Chúc mừng Phương Thùy. Và đội về nhất ngày hôm nay đó chính là đội của bé Loan. Phương Thùy, con cảm nhận thế nào? Dạ, con cảm thấy rất vui nhưng mà cũng hơi tiếc. Rồi, 20 triệu đồng đó thì con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ để dành đi học. Ừ. Dạ, để tiền đó chữa bệnh cho bà nội với con. Ừ. Chị Tú My tặng 5 triệu nữa là hôm nay con có 25 triệu đồng. Chúc mừng con. Em cảm ơn chị Tú My. Rồi, bà thấy sao bà? Mừng lắm, hồi đó giờ không có số tiền lớn như vậy. Dạ, hôm nay có số tiền đó thì bà mừng rồi. Bà sẽ định làm gì với số tiền đó, sử dụng ra sao? Thì giờ để dành cho hai đứa đi học. Nhỏ em nữa. Rồi, chúc mừng bé Thùy nha. Và hiện nay thì bé Loan có 6 triệu của chị Tú My tặng để làm cái toilet. Rồi, bây giờ đầu tiên mình có cái toilet đó đã. Là mình vui chưa? Vui. Rồi bây giờ mình bước vô trong, mình kiếm thêm một ít tiền nữa để về trang trải kinh tế gia đình mà ha. Dạ. Rồi, chúc mừng gia đình. Có gì. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ theo chân của đội thắng cuộc vào vòng đặc biệt của chương trình, đó là vòng rút logo để xem gia đình được mấy logo của máy ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta chỉ còn một đoạn nữa thôi. Mình bước tới mình rút logo là xong. Đoạn này nó cũng nhẹ nhàng nhưng nó cũng hơi khó khó chút xíu. Đơn giản đây là cái hoa phi tiêu. Chúng ta thảy cái hoa phi tiêu. Thảy gì đó đó. Đó. Thảy nha, cứ thế mà thảy. Thảy chừng nào mà đứng lên á. Đó. Đó. Nó đứng vậy á là ngon nha. Nhiệm vụ là thảy sao mà ba bạn cộng lại là 20 cái phi tiêu nó đứng đó xong. Trong vòng 1 phút á làm được điều đó. Chúng ta sẽ rút 8 bản logo. 1 phút. 1 phút. Trời ơi. 2 phút thì mình có 6 logo. 3 phút mình có 4 logo. 4 phút mình có 2 logo. 4 phút trở lên mình có 1 logo. Tới 10 phút trở lên mình không có logo nào hết. Chính vì thế đừng bao giờ vượt qua cái 10 phút đó. Nào, mời tất cả về vị trí. Chúng ta bắt đầu vẫn là chiếc đồng hồ quen thuộc. Bây giờ là thời gian nè. Mình coi quan trọng thời gian thôi nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1,
bắt đầu đi, bắt đầu đi, nhanh lên đi, rồi nhanh lên đó, mình thấy cao cao lên đó, chưa tới rồi, mạnh lên vô, hay quá, hay quá, một cái rồi, nhanh lên con, chạy nhanh lên con, hai yeah. cái đó, may mắn rồi đó, được hai cái rồi. Ho, gần rồi, mạnh chút xíu nữa. Ráng đi nào, canh ngay cái tim là được. Ba, có rồi mi, chính rồi đó. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hay quá, khi thế rồi. Lụm đi, lụm đi, lụm ly mà lên. Tám rồi, chưa nha. Rồi, lụm đi. Mười, 11 12 13 lấm hết đi con, 14 lấm đi con, 15 16 17 17 từ 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 lấm nó lên, lấm hết đi, còn cái nào chưa đến đâu, đến văng chưa, 18 19 còn cái nữa, còn cái nữa, không lên cái điểm nè. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 20. Bây giờ là mình có 3 phút. 30 giây. Có nghĩa là chúng ta được 3 logo thưa quý vị. Chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng rút bản logo thôi. Mình có 3 bản logo. Hy vọng hôm nay gia đình sẽ có nhiều tiền chút xíu để mình sửa là cái nhà bà ha. Dạ, cũng cảm ơn. Chúng ta có 3 bản logo. Bây giờ bà chọn bản nào? Số 8. Số 8? Dạ. Rồi, rút số 8 luôn. Bà với Huy Văn qua đây. Đó. Sao gung quá, gung gì đâu gung, bữa nay hả, bữa nay mừng quá gung, cảm ơn nhiều lắm nha. Bữa nay mừng mà gung đúng không, hồi đó giờ bao giờ mừng vậy không? Có hả, có ai cho vậy không, ai cho luôn hả? À, bây giờ bà với Hứa Văn đây nè, rút đi à, rút đi cô, hai cô cháu rút đi, rút cái bản đầu tiên rồi được nhiều, gung quá ha. Ba số không rồi, ổng nhựa qua sen vẫn nguồn hạnh phúc. Yeah. Số tiền đầu tiên là vô nữa rút đi, rút 10 triệu, cảm ơn, ngon lành luôn, cảm ơn. Bây giờ có 6 triệu tô mi đây, 10 triệu là hôm nay có 16 triệu rồi. Giờ cầm 16 triệu đi, hồi có tiếp nè đó. Bà Văn đưa cô về đi. Logo thứ hai mời chị, mẹ của Loan, số mấy chị? Số 1. Mở số 1. Con My đưa chị qua rút số 1. Em có linh cảm số này nhiều tiền rồi. Vì nãy giờ là mình có 16 triệu rồi đó nha. Giờ kiếm thêm nha. Rút. Cố lên, cố lên. Hồi hộp quá. Vô. Con hoa sen máy ấm gia đình Việt. 10 triệu đồng. Giờ rút bảng số mấy nè Loan? Số 5. Bà số mấy? Số 5. Chị số mấy? Chọn số 5. My chọn số mấy? Em có linh cảm số 5 có tiền nhiều. Số 5. Mở luôn số 5. Qua bên đây hết nào. Bây giờ Tốn My với lại bé Loan đi, đứng kế bên nào. Ai cô cháu mình rút đi nào. Rút cái này coi, ngon ngon chút coi. Vài chục sửa cái nhà coi. Loan cầm vô. Cái này không may để em kéo phụ nha. Ừ. Em thấy nó hơi nặng nặng đó. Nặng nặng. Kéo phụ nha, hơi nặng nha. Rung quá. Vô. Ui nặng quá. Kéo hoài nó không ra nữa. Kéo hoài đúng không? Kéo hoài không ra. Vô. Hệ thống siêu thị vật liệu và nội thất Hoa Xanh Hôm. Số mấy thế? Vô. Ba chục. Yeah, 30 wow. triệu đâu. Mừng quá. Như vậy là mình có 50 triệu bà. Mừng lắm, mừng lắm. 50 triệu luôn chị. Đó giờ chị có bao nhiêu tiền?
Không có số tiền lớn đâu. Bây giờ chị thấy 50 triệu nó lớn chưa? Lớn rồi. Lớn rồi. Bây giờ đầu tiên là mình làm gì nè? Sửa nhà cho con ăn học. Đúng rồi, cái chuyện tiên quyết bây giờ của Linh nói là phải sửa nhà. Dạ. Sau đó dành tiền cho bé Loan ăn học. Cảm ơn. Cảm ơn giúp đỡ cho bé Loan. Rồi bé Loan, con thấy sao nè con? Con cảm ơn. Ừ. Con cảm ơn. Cảm ơn ai? Nhà cha chở giúp cho con. Rồi, con cố gắng học giỏi nha. Rồi. Như vậy là cho một tràng pháo tay hôm nay gia đình của bé Loan có 50 triệu đồng. Chúc mừng. Bây giờ thì mời cả ba gia đình chúng ta ra đây để nhận phần quà của chương trình. Có lẽ rằng trong cuộc sống không ai muốn mình nghèo cả, không ai muốn mình thiếu thốn cả, bởi vì chúng ta là kém may mắn, cho nên nỗ lực hơn người khác nhiều lần hơn nữa. Và ngày hôm nay các con cũng đã chứng minh cái sự nỗ lực đó cho chương trình cũng như cho tất cả khán giả truyền hình được biết. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảm ơn Hứa Vị Văn cùng với Tommy. Hai bạn đã cố gắng hết sức mình. Ngoài ra hai bạn còn tặng rất nhiều món quà dành cho ba gia đình nữa. Thật là tuyệt vời. Đầu tiên là Hứa Vị Văn sẽ trao tình yêu thương của chương trình Mắm Nhân Việt dành cho gia đình bé Vi. Xin mời bạn. Trước khi trao cho gia đình của bé Vi 15 triệu của bên chương trình, thì xin ông Quyền Linh cho phép Vĩ Văn gửi 5 triệu cho gia đình bé Vi để cho bé có thể có tiền để chữa bệnh. Và Vĩ Văn xin phép gửi thêm cho bé Thùy để 5 triệu đi học để bù đắp cho hai gia đình không chiến thắng trong ngày hôm nay. Tuyệt vời. Cảm ơn Hứa Vĩ Văn. Và xin mời Tommy. Dạ, Tommy xin trao cho gia đình. Dạ. Tommy xin cảm ơn chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt cũng như là nhà tài trợ Tôm Hoa Sen rất nhiều đã tổ chức nên một chương trình ý nghĩa như thế này và đã cho Tommy cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ có cơ hội để chia sẻ với tất cả bà con khó khăn. Thì hôm nay đến với chương trình thì Tommy cũng có chút tấm lòng chia sẻ với ba gia đình ở đây. Tommy xin tặng cho em Thùy học bổng trị giá 5 triệu. Tặng cho gia đình em Loan 6 triệu để làm toilet. Và tặng cho em Vi học bổng lớp 12 thấp nhất là 5 triệu. Tuy nhiên rằng là có thể 12 thì nhiều cái chương trình cũng như học thêm gì đó. Thì Tommy sẽ giúp em để em hoàn thành cái chương trình cuối cấp. Và nếu mà sau này á em giỏi đậu đại học, Tommy sẽ tiếp tục lo cho em học phí để em học đại học. Và nếu như em không may mắn đậu đại học, muốn đi làm thì về cơ sở làm đẹp của Tommy, Tommy sẽ nhận em vào làm nhé. Rồi, cảm ơn Tommy rất là nhiều. Rất đẹp, rất là tuyệt vời. Và bây giờ cuối cùng là gia đình của bé Loan. Chúng tôi xin mời đại diện Hoa Sen Group, giám đốc chi nhánh tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Thành Trung trao giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Và đại diện bên Tân Hoa Sen xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình. Thêm đại diện tặng cái 50 triệu này cho gia đình và hy vọng là sau này cố gắng vượt qua khó khăn sắp tới. Và đặc biệt bé Loan cố gắng học giỏi để sau này lo lắng riêng cho mẹ và bà. Cảm ơn, cảm ơn. Quý vị thân mến, một ngày thật là đẹp, thật đáng nhớ với tất cả chúng ta. Những tình cảm là trao đi, đem đến nhiều hạnh phúc cho những cái gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tình cảm đó. Còn bây giờ thời gian đã hết rồi, chương trình xin tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.